Hôm nay con là buổi đầu tiên khổ á. sướng Ôi, khổ thế thì sướng. bạn này là thần đồng rồi. Chú sẽ đào tạo con thành một người trèo sắp chuyên nghiệp. Chú sẽ hướng dẫn cho con vài những cái kỹ năng để con có thể trèo nhanh hơn, khỏe hơn nữa nhá. Đấy. Cháu mừng ạ. Mình sẽ training cho mọi người về những cái kỹ thuật khi trèo sắp nhé. Thì cấu tạo của sắp thì nó sẽ bao gồm là một phần sắp thân bơm hơi này, có nhiều loại. Mình sẽ lắp theo đúng cái chiều đây, đỉnh về độ dài độ ngắn để tùy thuộc vào cái chiều cao của mỗi người chơi. Đây là cái ván trèo, nhờ có cái dây này này thì nó sẽ kéo được cái sắp về phía mình. Mình có thể nhìn thấy bánh lái 100% mọi người chơi thể thao nước đảm bảo về vấn đề an toàn. Trèo sắp mệt không con? Hơi mệt thôi đúng không? Hơi mệt thôi. Nhưng mà chú nghĩ con trèo còn trèo được nữa đấy. Hôm nay con là buổi đầu tiên á. Ôi, thế thì bạn này là thần đồng rồi. Hôm nay là thần đồng đấy, còn kỹ năng trèo rất là tốt đấy. Chú chỉ sửa lại là cái tay con thôi, con chỉ sửa lại một chút là cái tầm tay này. Sau chú rủ nhá. Sau nhưng mà lần sau phải chở gì đi chơi nhá, cho gì đi một vòng sông Giá.